Giá Bitcoin hôm nay mùng 6 tháng 11 ổn định trên 60.000 USD, khả năng bứt phá tuần tới. Bitcoin tiếp tục giao dịch ổn định ở mức trên 60.000 USD với tiềm năng có thể bứt phá và tăng lên cùng với các đồng tiền thay thế khác vào tuần tới. Hành động giá trên thị trường tiền điện tử đã không dành cho những người yếu tim suốt 24 giờ qua, trong khi hai đồng tiền điện tử lớn nhất đang chiến đấu để giữ các mức hỗ trợ quan trọng. Thị trường altcoin đã chứng kiến một số mã thông báo tăng hai chữ số. Giá Bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 7 giờ sáng nay đứng ở mức 61,1 ngàn USD một bit, giảm 0,08% so với 24 giờ trước. Trên thị trường, có 53 trên 100 đồng tiền tăng giá. Khối lượng giao dịch của Bitcoin tiếp tục giảm trong tuần qua khi các loại tiền điện tử thay thế altcoin như Ethereum tăng lên mức giá cao mới. BTC, tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, đã giảm khoảng 2% trong tuần qua so với mức tăng 1,5% của ETH và mức tăng 17% của SO. Các nhà đầu cơ tích cực trong thị trường tiền điện tử đang nhảy từ đồng xu này sang đồng xu khác, cố gắng vượt qua những con sóng nhỏ. Một số nhà phân tích hy vọng Bitcoin cuối cùng sẽ bắt kịp đà tăng của các altcoin vào tuần tới. Điều này có thể đẩy giá BTC vượt qua ngưỡng kháng cự 64.000 đô la. Trong lịch sử, có một mối tương quan tích cực bị trì hoãn một chút với các thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, giúp xây dựng niềm tin về một tháng 11 tăng giá đối với tài sản kỹ thuật số. Winmozit, một nhà giao dịch tại nhà môi giới tài sản kỹ thuật số Law Balog có trụ sở tại Anh, đã viết trong một email tới Coinbase. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi báo cáo thu nhập quý thứ 3 của Coinbase vào ngày 9 tháng 11. Cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử đã tăng khoảng 40% trong tháng qua so với mức tăng 10% của Bitcoin và mức tăng 25% của Ethe so với cùng kỳ. Mối tương quan của Bitcoin với SP500 tiếp tục tăng trong tháng qua, cho thấy sự thèm muốn rủi ro của các nhà đầu tư vẫn còn mạnh mẽ. Mặt khác, nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc, từng được coi là khoản đầu tư an toàn, đã giảm do kỳ vọng của thị trường về lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Hiện tại, có vẻ như các nhà đầu tư đang tránh xa các tài sản dài hạn, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất tăng do chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Trong trường hợp này, các mối tương quan liên quan đến Bitcoin, cổ phiếu và trái phiếu dài hạn có thể tăng lên khi các nhà đầu tư giảm mức độ rủi ro của họ. Hơn nữa, trong các đợt khủng hoảng, chẳng hạn như đại dịch COVID năm 2020, mối tương quan giữa Bitcoin và SP500 có thể tăng lên đáng kể. Một người dùng Coinbase bị lừa mất hơn 200 Bitcoin trong vòng chưa đầy 10 phút. Một người dùng Coinbase hiện đang quay cuồng khi bị đánh cắp hết Bitcoin và sở Teller XLM có giá trị lên tới 11,6 triệu USD. Theo các nguồn tin cho biết, vụ trộm này kéo dài trong vòng chưa đầy 10 phút. Theo văn phòng luật sư Mỹ, người dùng Coinbase giấu tên được gọi là GG này đã nhận được thông báo rằng tài khoản của mình đã bị khóa sau khi vừa hoàn tất giao dịch mua lại 200 Bitcoin trên sàn giao dịch và được hướng dẫn liên hệ với một số điện thoại qua thông báo đó. Tuy nhiên, thông báo này là giả mạo. Ngay sau khi anh gọi vào số đó vì nghĩ rằng số điện thoại này sẽ kết nối với đại diện dịch vụ khách hàng của Coinbase, anh đã vô tình rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Khi cuộc gọi được kết nối, bọn chúng hướng dẫn anh thực hiện một loạt thay đổi tài khoản, bao gồm cả việc cho phép truy cập từ xa vào tài khoản 8 con số. Sau đó, chỉ trong vài phút, khoảng 206 Bitcoin đã bị hút sạch. Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà những kẻ lừa đảo có thể lấy được dữ liệu gần như ngay lập tức sau khi giao dịch của GG vừa được hoàn tất. Sau khi được cấp quyền truy cập vào tài khoản nạn nhân, cá nhân không xác định hay còn được gọi là GG trong đơn khiếu nại của tòa án Mỹ đã tăng giới hạn giao dịch hàng ngày, đồng thời cũng cố gắng hủy kích hoạt một số thông báo và cài đặt cảnh báo trên tài khoản nạn nhân. Tổng giá trị tiền ảo được chuyển ra khỏi tài khoản nạn nhân trong khoảng thời gian 10 phút, sau đó là khoảng 11.570.138 USD. Số tiền sau đó được chuyển đi bởi một người ẩn danh thông qua một loạt các giao dịch giữa một số tài khoản. Tính đến thời điểm này, các nhà điều tra tin rằng họ đã lần ra được 10,2 Bitcoin. Số tiền này được đưa vào tài khoản của Huobi Global, một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Không ai bị bắt hoặc bị buộc tội, nhưng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Cả Coinbase và Huobi Global đều từ chối đưa ra bình luận công khai về vụ trộm tiền điện tử ở giai đoạn này.
CNBC cho biết, kể từ năm 2016, người dùng Coinbase đã nộp hơn 12.000 đơn khiếu nại về vấn đề của sàn giao dịch tiền điện tử này với Ủy ban Thương mại Liên bang, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và Văn phòng Kinh doanh tốt hơn. Tính riêng từ tháng 8 năm nay đã có khoảng 1.500 khiếu nại được gửi. Sàn giao dịch Coinbase cho biết họ đã rất nỗ lực trong việc cải thiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng việc hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại, nhưng báo cáo cũng lưu ý rằng người dùng sàn giao dịch vẫn chưa thực sự hài lòng. Một số người dùng đã mô tả tính năng hỗ trợ mới như một trò đùa. Tuy nhiên, Coinbase khẳng định cơ sở hạ tầng bảo mật tài sản của họ chưa bao giờ bị vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dùng phải thực hiện các bước bảo mật để bảo vệ danh tính và cảnh giác hơn khi các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi đang gia tăng. Trò chơi NFT AC Affinity ngày càng phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Trò chơi NFT AC Affinity đã là một trong những trò chơi tiền điện tử play to earn được nhiều người lựa chọn như một công cụ để giải trí cũng như kiếm tiền. Tại thời điểm News đưa tin, AC Affinity hiện có hơn 202.777 người chơi và ngày càng phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. Theo ghi nhận mới đây nhất, Hoa Kỳ đứng thứ 3 về số người chơi AC Affinity, tất cả các quốc gia khác trong danh sách đều là quốc gia đang phát triển. Ước tính có khoảng 40% người chơi sống ở Philippines. Theo tài khoản Twitter Sahan Transurf, người chơi AC Affinity ở Ghana có thể kiếm được khoảng 854-2562 CEDIC Ghana mỗi tháng, 140 USD-420 USD, cao hơn nhiều lần so với mức lương tối thiểu của đất nước. AC Affinity được tạo ra bởi nhà phát triển trò chơi tiền điện tử Việt Nam Sky Mavis vào năm 2018. Trò chơi chứa các sinh vật được gọi là AC mà người chơi thu thập và sử dụng để đấu tay đôi với người chơi và kẻ thù khác. Mỗi AC là một NFT được chạy trên mạng Ethereum. Nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS tham gia sân chơi NFT. Hôm qua 5 tháng 11, HYBE, công ty quản lý của BTS, nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới, thông báo sẽ hợp tác với sàn giao dịch điện tử Hàn Quốc Upbit để bán thẻ ảnh NFT liên quan đến nhóm nhạc. Công ty cũng có kế hoạch phát hành các câu chuyện gốc ở định dạng phim hoạt hình và tiểu thuyết trên web với sự tham gia của BTS. Ngoài ra còn có một trò chơi điện tử do các thành viên BTS đồng sản xuất. Trong một thông cáo báo chí, HYBE cho biết BTS đang mạo hiểm tham gia vào NFT để mở rộng trải nghiệm cho người hâm mộ toàn cầu khổng lồ của mình. BTS có lượng người hâm mộ trải dài khắp 7 châu lục, nhóm đã bán được hàng triệu đĩa trên toàn thế giới và giành được hàng trăm giải thưởng từ các tổ chức âm nhạc như Grammy và MTV. Trước BTS, nghệ sĩ toàn cầu cũng đã vô cùng sôi nổi với NFT, như vào tháng 9, siêu sao nhạc rap Doja Cat đã phát hành bộ sưu tập NFT riêng trên Tezos. Ngoài ra còn có các nghệ sĩ khác cũng phát hành NFT riêng, bao gồm Katy Perry, Eminem, The Weeknd, Grimes, Kings of Leon, FC Barcelona, chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập NFT đầu tiên. Trong một cuộc phỏng vấn mới, CEO của Onyx là Guy Elhanani tiết lộ rằng 5 chiếc NFT đầu tiên sẽ được câu lạc bộ FC Barcelona ra mắt vào cuối tháng 11 thông qua thị trường của Onyx bằng cách sử dụng token gốc ONX của nền tảng. Câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona. Câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona đã hợp tác với Onyx để ra mắt bộ sưu tập NFT dưới hình thức là một loạt phim để tăng cường sự kết nối với khán giả toàn cầu. Loạt phim sẽ giới thiệu những khoảnh khắc lịch sử trong 122 năm của câu lạc bộ, bao gồm các màn trình diễn bóng đá đỉnh cao để có được 95 danh hiệu lẫy lừng trong nước và quốc tế, 26 giải vô địch quốc gia và 5 danh hiệu UEFA Champions League. Elhanani cũng cho biết thêm, bộ sưu tập sẽ được mở cho tất cả người hâm mộ Barcelona và bất kỳ ai trên khắp thế giới. 5 NFT đầu tiên sẽ được ra mắt trong một sự kiện diễn ra tại các cơ sở của câu lạc bộ. Trong vài tuần đầu tiên sau khi ra mắt, nền tảng sẽ cung cấp các vật phẩm độc đáo dưới dạng NFT. Các phiên bản này có sự giới hạn và bộ sưu tập cũng sẽ được đưa ra. Binance tài trợ 116 triệu USD nhằm phát triển hệ sinh thái điện tử ở Pháp. Sàn giao dịch điện tử Binance tài trợ 116 triệu USD cho một dự án mới kết hợp với Grand FinTech, một tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ mở rộng mạng lưới blockchain để nhanh việc áp dụng tiền điện tử ở Pháp và châu Âu cũng như hệ sinh thái tiền điện tử mới nổi trong khu vực. Binance cho biết dự án mới này sẽ thiết lập 3 dự án đổi mới tiền điện tử và blockchain là phát triển bộ phận R&D của Binance ở Pháp, đẩy nhanh công nghệ sổ cái phi tập trung DLT và chương trình giáo dục trực tuyến trau dồi nhân tài trong ngành tiền điện tử ở Pháp. Binance công nhận chất lượng của tài năng công nghệ tiền điện tử và blockchain của Pháp và châu Âu, tin rằng việc ra mắt các hoạt động đầu tư chính ở Pháp có thể đóng góp đáng kể vào việc đưa Pháp và châu Âu trở thành điểm đến hàng đầu trên thế giới trong ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử. Dự án mới này lần đầu tiên được công bố tại một hội nghị tổ chức tại Bộ Tài chính Pháp ở Paris vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 với sự có mặt của Cedric O, Bộ trưởng Quốc gia về chuyển đổi kỹ thuật số và truyền thông. Thị trưởng New York, tôi sẽ nhận 3 khoản lương đầu tiên bằng Bitcoin.
tân thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã thông báo rằng ông sẽ nhận 3 khoản lương đầu tiên của mình bằng Bitcoin. Ông ấy nghĩ rằng đây là một bước đi xa so với thị trưởng Miami Francisco Suarez đã chia sẻ trước đó rằng chỉ nhận một khoản lương tiếp theo của mình bằng Bitcoin. Và sau vài giờ của lời chia sẻ này, Suarez đã thông báo rằng nhận toàn bộ lương của mình bằng Bitcoin. Cả hai thị trưởng có quyết định này dường như đến từ lời kêu gọi của nhà đầu tư Anthony Trompiano, người đã có lời thách thức cho các chính trị gia trên toàn quốc nhận tiền lương của họ bằng Bitcoin. Suarez là một vị thị trưởng ủng hộ Bitcoin, khi Miami là nơi sự kiện Bitcoin 2021 được sinh ra và là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ có Citycoin của riêng mình. Về phần mình, Adam khi nhận chức đã cam kết làm cho New York thân thiện hơn. Giá token tăng vọt sau khi AC Infinity ra mắt Ronin DES. Giá token của trò chơi Play to Earn nổi tiếng AC Infinity đã bùng nổ sau khi trò chơi cho ra mắt Ronin DES, một sidechain tùy chỉnh cho phép giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp. Mới sáng sớm nay 5 tháng 11, Ronin đã có thêm tiện ích mang tên Katana, là một DES chạy nguyên bản trên Ronin, giúp người chơi AC Infinity dễ dàng trao đổi token trực tiếp trên chính sidechain. Điều đó có nghĩa là người chơi không cần phải chuyển đổi token với Ethereum trước, điều đã dẫn đến các khoản phí bổ sung và rắc rối. Sky Mavis, nhà phát triển của AC Infinity, cũng tung ra token RON mới được sử dụng cho các giao dịch trên Ronin. Hiện tại, người dùng có 100 giao dịch Ronin miễn phí mỗi ngày. Thời gian tới mạng sẽ chuyển sang sử dụng RON cho phí Ronin. Sau khi ra mắt Ronin DES, giá các token của AC tăng vọt. SLV đạt mức giá gần 0,12 USD, tăng 20,4% trong 24 giờ qua. AXS đã đạt mức giá gần 151 USD, tăng 10% trong 24 giờ qua. Engine huy động 100 triệu USD để thúc đẩy sự phát triển của Metaverse. Engine đã thông báo về việc tạo ra một quỹ có tên là Infinity Metaverse Fund với trị giá 100 triệu USD. Quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhà phát triển trò chơi và NFT trong hệ sinh thái Engine. Engine đã ra mắt hệ sinh thái Infinity như một blockchain của NFT trên mạng Polkadot vào tháng 3. Vào thời điểm đó, công ty đã kiếm được 18,9 triệu USD trong vòng gọi vốn do dịch vụ trao đổi tiền điện tử Crypto.com dẫn đầu. Theo thông báo, quỹ cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án Metaverse tập trung vào khả năng thương thích đuổi chéo. Với sự hiện diện của mình trong không gian trò chơi blockchain mới nổi, Engine cũng đã tìm cách hỗ trợ cho các trò chơi blockchain và NFT. Binance đang tích cực điều tra vụ lừa đảo token Squid Game. Theo Baron, một nhóm tình báo từ Binance hiện đang kiểm tra blockchain, thu thập dữ liệu và thông tin liên quan để hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy bắt thủ phạm đằng sau vụ lừa đảo token Squid Game. Squid là một loại tiền điện tử sinh lời được lấy cảm hứng từ bộ phim sinh tồn nổi tiếng Squid Game của Hàn Quốc, và token đã liên tục tăng giá cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giá của Squid nhanh chóng giảm xuống không và các nhà phát triển được cho là đã lừa đảo một số tiền lớn từ các nhà đầu tư. Binance cho biết thêm, họ đang dùng các tính năng mới để theo dõi những kẻ lừa đảo và đưa các địa chỉ liên kết với các nhà phát triển của token này vào danh sách đen để triển khai phân tích blockchain tìm ra danh tính của kẻ lừa đảo. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng đã báo cáo rằng kẻ lừa đảo đã sử dụng một dịch vụ trộm tiền điện tử có tên là Tornado Cash để che giấu danh tính của họ. Tuy nhiên, bên phía Tornado Cash vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.